Câu chuyện đầu tiên nó sơ sơ thôi anh. Anh có thể kể cho tụi em nghe một tí xíu về cái hành trình mà anh cưa cẩm chị nhà không anh? À, đầu tiên là ngày xưa. Chưa lắm, là... Có nghĩa là hồi xưa khi mà anh được đóng một cái vai rất là nhỏ ở trong nhà Kình Phố thì bả mới được đại khái là lúc đó chưa tới bả cùng rất là nhiều người. Ai ta? Thôi tạm thời là tạm thời một số, một số phụ nữ qua tay anh. Wow, quay đôi môi anh. Riêng cái này, riêng cái câu này không được cắt. Không được cắt cho tôi. Chị thật sự hôn những bạn diễn khác nó chỉ đơn giản là một nụ hôn bình thường thôi. Tại vì lúc đó em biết anh em mình là hôn kỹ thuật á, ưa diễn kịch sân khấu ưa để ngón tay nè. Đúng rồi. Xong rồi hôn xong cái quay qua vậy đúng không? Ngại ngại. Đó, ngại ngại rồi. Nhưng mà không biết đến bả sao bả là người đề nghị anh. Bỏ tay ra luôn. Bả nói là nếu bây giờ mà anh với em hôn nhau thiệt mà bỏ ngón tay ra thì sao? Wow! Dứt liền. Bộ ngu sao nhiều khi nhất. Anh có phải anh ngồi anh nghiệm lại có phải trong cái thời khắc đó là anh bị gài không? Bị dữ quá. Như vậy á là chị nhà là một người rất là cá tính luôn anh. Đúng rồi, là chủ động luôn. Chủ động. Vậy rồi xong rồi cái cũng nhung nhớ. Hồi đó thì dạng như là cưa cẩm mà nhắn tin qua điện thoại. Em ăn có gì viết thư tay không? Đồ. Không có viết thư tay, lúc đó có điện thoại rồi, không viết thư tay mà dạng như là không? Dạng như là anh hay lấy mấy cái bài hát. À lấy là... để ráp vô cái ý mình muốn nói không? Dạng như là cái này sến thiệt. Cái này sến thiệt. Không, anh lấy tựa bài của tất cả. Trời ơi. Nó là vậy như là lấy anh đang ở bờ bến lạ. Em có biết rằng ngày xưa anh với em ở một dòng sông kỷ niệm. Trời ơi. Đó. Rồi, em có biết rằng bây giờ nếu như em không gặp anh thì anh giống như là một trái tim khô, một trái tim mùa đông vậy đó. Dạ. Một trái tim rỉ máu. Đó, vậy vậy đó. Rồi ví dụ quen nhau bao nhiêu năm rồi mới bắt đầu quyết định đưa tới cái quá trình cưới? Anh với bà quen 2004 đến 2010 tôi anh mới cưới. Tức là đó 6 là... năm quen nhau. Wow, đó là một khoảng thời gian rất dài. Quyết định là cưới. Vậy rồi rồi khi mà cưới nhau về rồi hai anh chị có lên một cái kế hoạch rằng là năm sau hay năm sau nữa là có em bé không? Có nghĩa là lúc đó mình muốn có con mà không được. Buồn. Hai vợ chồng cũng buồn lắm mà mình cũng chưa có nghĩ một cái cách nào để mình làm. Thì mới quyết định là gặp một cái cô bác sĩ có tên là Sông Hà. Thì cô đó đã từng đỡ đẻ cho anh Lý Hải, anh Nhật Cường rồi mấy anh chị lớn á mới giới thiệu. Giống như là thật sự là cũng cầu mai coi thử lên nó làm cái gì, hiểu không? Xong rồi cô mới nói là thôi bây giờ quyết định thử lần này nữa để coi có được hay không. Xong cô có nói vậy nè, con sau khi xong cô, tối hôm nay cô chết thì tối về là hành sự liền đi chứ không thôi 8 giờ sáng mai có giờ luôn, 8 giờ sáng mai. Nói dạ thì mình cũng nghĩ vậy thôi đó. Xong rồi sáng 8 giờ thì anh tự nhiên mỗi lần thì chừng nào mình đi diễn thì mình mới để chuông đúng không, thì tự nhiên nghe quay nó, ủa sao ủa nay em đi quay hả? Nó không, anh cũng đâu đi quay đâu rồi sao vậy? Không, cô dặn ok xong cái cổ còn nói sao là sau khi xong thì con nhớ gọi điện thoại cho cô nha. Rồi xong á mình cũng gọi điện thoại nó, cô dạ con xong rồi. Ủa vậy hả? 10 giờ nữa nha con, 10 giờ đêm. Hay vậy ta? Thì 10 giờ xong là làm cái nữa. Tiếp tục 10 giờ đêm. Rồi xong cái trong chờ thì bà mới nghe lời bà chị vợ nói là sau khi tất cả những chuyện đó thì khoảng 7 ngày sau là nó sẽ ok. Ừ. Thấy không? Nó sẽ có kết quả liền. Ừ. Thì 7 ngày sau bà mới kêu anh đi mua cái que thử thai về thử. À. Thì thử lên thì nó cũng không có. Bắt đầu mới buồn. Mấy bữa sau cái bà nói hỏi để quyết định hỏi cô như thế nào. Ấy xong cái cô mới nói trời ơi có những người hả phụ nữ hả tao qua luôn cái ngày rụng đòn rụng đáng của họ đó mà còn chưa phát hiện nữa, tụi con không có được, phải để từ từ sau đó nữa mình mới biết. Hai vợ chồng dạ ô cô, thì bà chị mới đi mua que về, xong bà chị mới cầm, vợ anh nó cầm cái que với bà nhớ liền, ủa sao cái que này với cái que hôm bữa nó kỳ quá vậy, nó khác nhau. Cuối cùng là anh đi mua cái que thử test ma túy á, Mà cái này là vợ anh nói nha, anh không hề biết luôn đó. Vậy mua là cái lúc đầu mà thử là mua lộn que. Nhưng mà tại vì mình lần đầu mình đâu có biết cái chuyện đó. Thì mình vô, cô cho con một cái que thử.
Rồi bà đưa cho một cái que đó thì nó cũng có cái ống, nó cũng có một cái que, rồi xong rồi cái lọ nước để mình vậy đó. Thì đó, bà nói vậy. Cái que kia em biết cái que mà anh biết nói thử. Sao chắc bà dược biết. Sĩ bà nhìn mặt anh sao bà mới quyết định bà đưa cái que thử mà anh thương. Xong rồi. Vậy thì khi mà là anh cầm cái que lên thấy hai vạch thì cảm giác của anh như thế nào? Tim đập nhiều và chỉ biết nhìn nó như nhìn bả rồi. Chỉ vậy thôi, thôi bắt đầu là từ đó thì sao, là đi nhẹ nói khẽ, đi mà dịnh dịnh nó sợ bị rớt. Nhưng mà là trong cái quá trình mà đi nhẹ nói khẽ cười duyên á, là anh phải chăm chị. Thì trong cái quá trình mà chăm chị là chị có hay ngán hay là hay có đòi ăn hay là những cái nhu cầu đó tự nhiên nó thay đổi hoàn toàn không? Có chứ. Đứa con đầu của anh tên là mì gói cũng là vậy á. Bà thèm ăn mì gói suốt. Trời. Có nghĩa là ăn hoài không đã, có thể một ngày ăn 4-5 gói. Nửa đêm thức dậy rồi cứ mỗi lần muốn ăn, hỏi em muốn ăn cái gì ăn mì gói, cứ nấu mì gói lên cho bà. Mà cái mì gói là thực sự là từ đó giờ không bả, có nghĩa là bà ăn cực kỳ ít và thậm chí là khi mà anh ăn bà còn cản nữa mà. Ừ. Tự nhiên lúc mang thai là bà ăn ăn hoài mới đặt tên là mì gói á. Đứa đầu tên là mì gói, còn đứa thứ hai tên gì anh? Bún gạo. Thèm ăn bún gạo suốt. Cứ bún gạo khô cá, bún gạo cật, bún gạo cứ cái gì, bún gạo khô, bún gạo nước, bún gạo xào Singapore, rồi bún gạo cái gì cũng gạo. Xin kính thưa các loại bún gạo luôn. Cái thời gian mà chăm chị chăm á thì là có bất kỳ một cái mình bản thân mình có rút ra được cái kinh nghiệm gì không? Thì thật ra là nói thẳng luôn, trong cái khoảng thời gian đó là cần có đồng tiền để lo cho con với sanh nở. Thì anh cũng đi làm nhiều, không ở bên vợ nhiều. Cho tới bà thứ hai cũng vậy, anh cũng đang nghĩ là mình làm chồng mà mình không hoàn thành được cái công chuyện đó đối với vợ. Mình chỉ là cái thời gian đưa vợ đi sanh, mình có ngồi trước phòng, mình cũng chờ cái niềm hạnh phúc tới với mình. Nhưng mà cái khoảng thời gian bây giờ mang bầu đến lúc mà sanh rồi, mình lại không chăm sóc được vợ nhiều. Cái đó là thật sự. Cái này đó là thật sự luôn. Vậy cái chuyện chăm con thì sao? Mì gói là anh chăm sóc nhiều đến nỗi mà nửa đêm nó khóc á, mà anh còn ôm đó, anh có cái bài hát tới giờ luôn, anh còn nhớ mà. Đó là ngủ ngon mì gói ơi, ngủ ngon mì gói ơi, ba mẹ thương con nhiều lắm á. Đó, lúc đó anh ôm như vậy nè. Thực sự là cái chuyện mà anh với bà chăm mà có cái chuyện bà uống gạo á, là hai vợ chồng không tính được luôn. Không tính và không nghĩ là sẽ mang thai. Rồi bà đi làm việc, bà làm, bà mở sân khấu, bà làm tất cả các thứ. Bà cùng với bạn, bà kinh doanh này, kinh doanh cái kia. Cuối cùng tất cả nó đều phản ứng ngược lại với bà hết. Thì nói chung là hai vợ chồng rồi cũng suy sụp dữ lắm á. Nhưng bà là phụ nữ thì bà nghĩ trong đầu là tại sao tôi đang buồn như vậy mà ông lại nằm đó, ông có thể ngủ được. Không chia sẻ với tôi. Ông không chia sẻ được với tôi điều gì hết. Mà tôi lại đang mang thai nữa. Trong đầu anh thì vậy nè, ngủ đi. Ngủ cho tỉnh táo, sáng mai tôi tính tiếp. Tôi sẽ tìm được một cái cách để tôi xoay được cái đồng tiền ngay lúc đó như thế nào cho bà. Tại vì nếu bây giờ mà anh nghĩ đơn giản thôi, nếu bây giờ em ngồi đó buồn, anh ngồi kế bên, anh cũng sầu não theo em. Sáng mai anh mụ mẫn, anh không làm được gì hết. Hoặc là ngày mai anh đi qua cái mặt anh đờ vậy. Rồi sao? Người ta lại không thích, người ta thấy sao mặt màng này nó không có thanh xuân. Thì chẳng thà anh ngủ đi. Em muốn chửi gì em chửi, không làm gì em làm. Anh chấp nhận. Đến khi bà uống gạo á, anh khóc như mưa. Má vợ nói là ủa sao tự nhiên má nhìn thấy con khóc mà má cứ tưởng bún gạo đang bị cái gì á. Má không cho con bú hả? Không bú nghe. Bún gạo con gầy sủa kìa. Bún gạo. Sau những cái câu chuyện mà là anh Hoàng chia sẻ thì bản thân anh ở thời điểm hiện tại bây giờ nè, anh có muốn nói một điều gì đó cho những người đàn ông, những người sẽ chuẩn bị làm bố hoặc đã đang làm bố rồi, họ
họ có thêm một cái kinh nghiệm gì đó trong cái vấn đề là sẽ chăm sóc vợ và nuôi nấng con cái của mình? Càng ạ. Tại vì mỗi người sẽ có một cái hoàn cảnh khác. Thì thật sự ra thì nói khuyên thì mình cũng không khuyên. Mình chỉ nghĩ là mà khi họ mang thai cho mình, họ đã mất đi một cái thanh xuân rất là nhiều. Mình nên gần gũi với vợ mình nhiều hơn. Hãy có thời gian chăm sóc nhiều hơn. Anh thì không làm được điều đó. Quay đẹp. Rồi hay tặng chúc bà xã sinh nhật vui vẻ. Ồ, có em bé luôn à, cái bụng bầu luôn. Qua câu chuyện của anh thì thật sự là nó là hoàn toàn đối lập với cái câu chuyện của cuộc đời em đi qua. Tại vì hiện tại suốt hơn 3 năm trời em dành tất cả thời gian em có cho con, cho vợ em, để cho em không muốn tiếc nuối, em không muốn mất đi cái khoảng thời gian mà con nó lớn lên trong cái quá trình hình thành tính cách. Thì thật ra đây mỗi hoàn cảnh mỗi khác nhau, nhưng mà em vẫn tin rằng là đối với một người luôn mang lại tiếng cười cho khán giả thì cũng sẽ mang lại được cái niềm vui hạnh phúc cho gia đình của mình. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của hai người bố. Những chia sẻ rất đổi xúc động và là cũng đúc kết được khá là nhiều kinh nghiệm cho các ông bố sắp sửa đối diện với việc mà là vợ con sinh nở sau này ha. Rồi, bây giờ tạm thời chúng ta sẽ thay đổi không khí tí xíu. Nói về mình nhiều rồi. Đúng. Bây giờ là chúng ta sẽ nói về vợ của mình. Tại vì là chắc chắn trong cái khoảng thời gian mà là bầu bí, rồi khi mà sinh con ra thì phụ nữ là sẽ thay đổi tính nết. Đó, sáng nắng, chiều mưa, rồi chưa râm rang gì đó em không biết. Nhưng mà quan trọng, vợ anh có thay đổi cái gì không? Lì. 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 Lì như là ngoan cố á, cứng đầu á, cứng mà tức. Nhiều khi là thật, mình không có chuyện đó mà là nói là có. Ví dụ như là tại sao anh lại với con nhỏ này mà tại sao vậy? Nói không, không có. Nói không có vậy sao mọi người nói, mà thật sự là con tâm lý ra không dễ gì, tâm lý người ta nhận. Thì không, nhưng mà anh vậy đó, muốn không? Tôi có nắm tay, tôi có hôn cái gì đó. Còn cái này là không có. Không hề có. Vậy là cái này á là nó chỉ là đồng con. Nghiệp thôi đúng không? Nó không đúng con. Nó không đúng con. Nói không đúng người. Không đúng người mới cãi, chứ còn cái người mà nói đúng người là tôi nhận rồi. Chứ để sau chương trình này, sau chương trình này là về anh cũng dễ chị hỏi liền. Rồi cái nữa là anh có một cái câu này, không phải câu này, câu này là anh học từ ông bạn của anh. Ông anh nói là tao nói mày nghe, mày làm cái gì á, sau này mày chết đi với cái tất cả những thằng đàn ông trên cõi đời này đều chui xuống địa ngục hết. Và phụ nữ đều phải là thần tiên. Tại vì sao? Phụ nữ luôn luôn đúng. Đúng, đúng vậy. Phụ nữ luôn đúng, mà phụ nữ đã luôn luôn đúng thì họ sẽ thành tiên. Mà đàn ông mà đã sai thì những gì làm sai trái thì dĩ nhiên phải xuống địa ngục rồi. Thật ra cái điều anh Hoàng Mèo vừa mới chia sẻ nó xuất hiện nhan nhản ở trong đời sống của chúng ta luôn đó. Ai phụ nữ nào mà không vậy? Không, tức là mình liên tưởng thôi. Ý đây nói ở đây là nó xuất hiện đúng nghĩa câu nói đó luôn. Nhà vệ sinh đó, phòng nam lúc nào bên trái nha, phòng nữ mới là bên phải, bởi vì là phụ nữ luôn luôn đúng. Đúng đó. Nó luôn vậy luôn đó. Đúng. Ê, khoan nói cái này nè. Nói riêng về mà tật xấu của vợ anh còn có cái này nè. Những cái quán ăn mà anh với bà đi ăn, nó nói em quán này ngon em. Thì bữa anh với em vô ngồi ăn ok á, bữa nào vợ chồng đăng lại. Ủa, tao với mày đi ăn hồi nào vậy? Hay mày đi ăn với con nào rồi mày về mày nói tao mày đi ăn? Mà thường xuyên như vậy. Vậy thì tức là do hay quên thôi đúng không? Không phải là hay quên mà vậy. Chính xác là không chú ý lắm. Không tập không trung chú ý. Tôi nói dụ là anh có một mình nên nè. Anh muốn xài nhiều xài chả ai để ý anh. Chính xác. Đúng không? Khi mà mình có vợ có con rồi, vấn đề chi tiêu mình không phải cho mình nữa. Đúng. Cho rất là nhiều người. Đó. Thì có cái sở thích nào khi mà hồi trước là anh thoải mái, còn bây giờ là anh phải suy nghĩ lại không? Anh hồi xưa là anh rất thích mua phim, sưu tầm phim. Phim dĩa. DVD. DVD á hả? Nói thiệt nha, tại người ta xài VCD thì anh lại mua DVD.
người ta mua DVD D5 thì anh lại mua DVD D9. Ủa sao nó trật quẻ hết trơn vậy? Người ta đi mua DVD D9 thì HD. Đến lúc anh mua HD, đến người ta đi xài HD thì anh đi mua Blu-ray. Ừ. Có nghĩa là anh phải nâng cấp hơn người ta mới chịu. Không phải nâng cấp mà đã xác định nó là giải trí thì nó phải cho đã. Cho nó đã cái đã. Mình xem đừng phải sướng con mắt của mình với hình ảnh rồi âm thanh rồi. Cho nó đã, cho nó sướng. Em có tin ông, thậm chí tới bây giờ vợ anh nói là bây giờ cho nói nha, danh xưng nữa nha. Khi mày chết đi rồi không cần bỏ trà bỏ gì hết, lấy đĩa chèn hòm là mất mùi. Trời. Bây giờ có còn mua phim không hay là bây giờ chuyển qua sở thích mua cái khác? Sao hỏi hoài vậy? Cái kỳ vậy? Thì hỏi cho biết thôi. Để em coi em tụi em xử tội của anh coi thử anh có nhiều cái tội đồ gọi là đáng. Em là không xử tội nha, em là không xử tội, em là ở trung lập. MC là trung lập nha. Anh thì anh thích nón với giày. Như điểm chung của mấy anh em mình là nón với giày hay sao á. Nhưng mà là xin nói trước nha, là bây giờ bớt rồi, bây giờ là bớt rồi. Đúng rồi, bây giờ là bớt rồi. Bớt nhiều lắm rồi, bớt nhiều lắm rồi. Bớt nhiều lắm rồi. Nhưng mà anh có bị bệnh giống như em không? Tức là em rất là thích mua nón, em một lần em có thể mua cả chục cái. Nhưng mà em xài một thời gian càng ngày nó càng vơi đi. Em không hiểu tại sao, tại vì cứ hình như nó mất đi đâu hay là để quên ở đâu em bị hoài à. Mà mỗi lần như vậy mình lại phải mua cái nón mới. Đúng mỗi rồi. Lần như vậy lại bị chửi. Thì anh có bị giống như em không? Anh là anh bị mất nón không phải là chỉ đơn giản thôi. Bà cũng thương anh, thương chứ, biết cái sở thích chiều. Trời ơi, dơ quá vậy. Mình không biết. Dạ. Mà em biết cái gì không? Cái dòng mà snapback rồi với lại là feedback là giặt. Giặt là dục. Thà giặt tay nó đỡ cất kha nhúng nước rồi này nọ kia. Ủa em giặt bằng cái gì á? Thì bỏ vô máy giặt. Cho. Thậm chí anh tức cái mức độ về giờ những mấy cái feedback của anh bây giờ là anh để được 6-7 năm vẫn còn nằm ở nhà. Ngoài cái chuyện giấu nón ra anh còn giấu gì nữa không? Thì giấu tiền mới có tiền mua nón chứ. Cuối cùng thì cũng có người nói đến cái vấn đề này. Em chưa bao giờ có cơ hội giấu tiền. Em cũng vậy. Nếu như em không giấu tiền em lấy gì em mua? Xin là chắc chắn là không cho rồi. Nếu như bà nhỏ là ông lấy tiền ông làm cái gì? Tôi mua nón. Khỏi. Tại sao? Nhiều quá rồi. Nhưng mà bây giờ mẫu này mới, không mua là người khác mua. Uổng lắm, nó không ra nữa. Con có bú gì? Đó, em cũng bị câu y chang à anh ơi. Bởi vậy em đi làm bao nhiêu tiền là em về đó. Đó, đây, hôm nay được nhiêu đây nè. Có chứng từ đàng hoàng trong phong sao? Bì luôn. Tới cái mức độ mà là em cảm thấy bây giờ em mà cầm tiền là rất là phiền phức đối với em luôn á. Đúng. Tại vì khi mà cầm tiền là mình phải tính kê khai. Phải kê khai rồi chi tiêu mà này nó khỏi nha, đi. Ai mà nói đàn ông mà mỗi buổi sáng tao mới cho vợ cho tao được 200-300 uống cà phê. Cái này có nha, cái này là đúng chứ không phải là sai. Đúng. Đâu có ai phản đối đâu anh. Phản đối đâu anh. Bây giờ không chỉ là ba anh em mình mà là cả hàng ngàn khán giả đang coi cũng đập bàn. Hàng ngàn sinh mệnh đang theo dõi cái chương trình này. Mà tỏ ra là không bao giờ có chuyện đó. Đó. Lòng tự ái đàn ông anh. Thì đó. Nhà anh không sợ. Nhưng mà tại vì nó bị gọi là nó bị nghiện á, em hiểu không? Chịu không nổi. Phải mua. Nhưng mà ví dụ như vô cái nón rồi, nó vô một, rồi. Một cái nón biết nó 2 triệu à, hôm nay nó ra nè, giá nó 2 triệu nè. Mà giờ bà đang cho mình có 200 ngàn. Thì là mình có lên kế hoạch không? Mình có lên kế hoạch không? Dính 50-20 gì đó. Nhưng mà mình sẽ không mua giá đúng như hồi xưa. Ví dụ muốn nón nó 2 triệu gì, mình sẽ không mua cái giá nó 2 triệu. Nó sẽ có thời gian. Hoặc là mình kiếm cái thằng nào đang mua seller đó, seller đó. Mình nhờ nó ấy lại. Nó sẽ bớt được. Nó sẽ đào giá được một chút xíu. Nhưng mà cái hành trình để dành tiền có lâu không? Quan trọng là có lâu không? Nhưng mà... Thì người ta nói nhính đó, 20-50 thì chắc em có bán cái hoài vậy? Không, quan trọng là cái cách. Em cũng đang muốn tìm hiểu cái cách. Bây giờ em anh giấu ơi, sao? Số nay 2 triệu nha em. Nhưng mà thực sự là làm được 3 triệu, 2 triệu rưỡi à. Thế thôi. Ý nói là vậy đó đúng không? Có những cái bí mật là chỉ có riêng đàn ông chúng ta biết thôi à. Lên chuyện phụ nữ á, thì từ từ biết không? Còn thôi sớm thì là tự khai. Sớm muộn gì cũng biết. Sớm muộn gì thì cũng biết. Thì lên truyền hình rồi đó. Nói chung là hôm nay về có cẩn thận nha ha. Có gì khai hết đi.
Sau cái màn mà là tự bóc bản thân mình luôn của anh Hoàng Mèo á, chúng ta sẽ đến với cái phần được thư giãn xíu ha. Sau những cái câu chuyện nó khá là nặng đầu. Siêu bốn trổ tài, đây là lúc cho hai ông bố chúng ta cùng thi tài với nhau. Xin mời các bạn. Và với cái phần siêu bố trổ tài này, hai ông bố sẽ có trên tay của mình một chiếc búa quyền lực. Cái này nó tượng trưng cho cái chuông đó anh, thấy không? Rồi. Mình dùng cái búa để đập cái bóp một cái là tới lượt của mình. À, rồi hiểu. Nha. Đơn giản thôi ha. Mỗi lần đập là mỗi ông bố lần lượt phải cho Ngọc Trai nghe được một câu trong bất kỳ một bài hát thiếu nhi nào. 2, 3. Rồi thắng. Con cò bé bé nó đâu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào. Con cò bé cào bé. Cào có cái cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ đường xanh ra bụi cỏ. Con chu là chu ít con, có hai là hai mắt tròn, chu ngồi học bài một mình. Cá vàng xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước, ngồi lên lặn xuống, cá vàng cháy đen thui. Rồi tiếp tục xin mời anh. Trao lên bà, đồ màu dao, cô đường dao gì cho gồng khóc nha. Đó. Xin mời. Baby shark, do 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 do. Baby shark, do 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 do. Thôi được rồi, anh ơi, con cá mập nó làm vậy mày ám ảnh quá rồi, tiếp đi. Không. Gì? Long to banjita, he he. Long to banjita, he he. Có con anh hát, con trai anh hát. Dạ bài đó có luôn. Không phải cái con meme đi, cái con meme. Đúng. Cái đó con anh có hát đàng hoàng. Chấp nhận. Tôi chấp nhận cái điều này. Xin mời. Bà Dù. Five little monkey jumping on the bed, one fell off and bumped his head. Sau những cái màn đấu cực kỳ ngang tài ngang sức của hai siêu bố thì bây giờ kết quả ngày hôm nay chúng ta là hòa. Rồi. Hả? Thật sự ra là các ông bố hãy quan tâm, chăm sóc, thương yêu bà xã và con cái của mình nhiều hơn. Và các bà mẹ thì bớt lì hơn chút xíu. Phải biết nghĩ đến cảm giác của chồng nghe. Vậy thôi, đơn giản. Nếu được nói một điều với vợ của mình thì anh Hoàng sẽ nói điều gì bây giờ? Em ơi, em đừng suy nghĩ gì hết. Em hãy ở đó đi. Tất cả mọi thứ để anh lo. Tất cả mọi thứ để anh lo. Tuyệt vời!